Tôi nhận ra, chú ấy đang đội một chiếc mũ đầu bếp khổng lồ. Mũ sao? Người đàn ông đội mũ. Tiết học buổi chiều càng khó hơn tiết học buổi sáng. Cũng may là chỉ có 2 tiết. Sau giờ học, bọn tôi gặp nhau. Ai cũng muốn về ký túc xá để ngủ tiếp. Ban ngày ký túc xá sẽ khá an toàn, bởi vì ban đêm không biết sẽ đối diện với thứ gì. Vì vậy phải lấy lại tinh thần. Mấy đứa bọn tôi vừa chạm vào gối là ngủ ngay. Vừa tỉnh dậy là đã 6 giờ tối rồi. Chúng ta đi canteen ăn tối đi. Tiểu Lan hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu. Quy định nói rằng phải quay về ký túc xá trước khi trời tối. Nếu không về kịp thì toang đấy. Thằng cô Đinh lấy ra một thùng mì ăn liền. Mỗi đứa một gói đi. Chúng tôi lúc này chững lại. Không ai dám vào phòng nước để lấy nước nóng. Chúng tôi đành dùng nước trong ấm đun nước. Trời sắp tối. Tôi kéo rèm trong phòng ngủ. Ăn mì khó no được. Nhưng không ai dám phản nàn. Rất nhanh đã ăn xong. Tôi liền nhắc đến món thịt kho tàu trong canteen lúc trưa. Mặt tụi bạn liền trở nên khó coi. Mày nói thịt kho tàu là làm từ thịt đó sao? Tiểu Lan chấn kinh hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Tao cũng không chắc. Nhưng người đàn ông đội mũ trên đầu. Tụi mày nhớ hôm qua, đứa bạn nói rằng có thứ gì đang đuổi theo anh ta không? Thứ đó có mũ trên đầu. Tao nghĩ những gì gấu mốc nói là có lý. Nhưng tại sao khi Tiểu Hoa trở về, bên ngoài lại không có gì? Có khả năng, con quái vật đội mũ kia đã kéo thi thể đi. Khả năng cao là đem đi làm thức ăn. Tiểu Hoa thấp giọng hỏi, nhưng chúng ta không phải nhìn thấy đứa học sinh đó sáng nay sao? Mày nhớ bức ảnh tao chụp được sáng nay không? Người đó quay đầu ngược về phía sau kỳ quái như vậy, sợ rằng không phải là con người nữa rồi. Chỉ còn 2 giờ nữa là tắt đèn. Bình thường lúc này rất ồn ào, nhưng hôm nay lại không có chút âm thanh. Thậm chí một số phòng còn không dám bật đèn. Cả tòa ký túc xá như trong tình trạng chết chóc. 10 giờ 29 phút, loa lại reo lên quy định. Lần này nhiều hơn một câu. Chỉ có một quản lý nam ở trong ký túc xá. Quản lý sẽ không chọn giờ sau khi tắt đèn để đi kiểm tra. Vui lòng không sử dụng các thiết bị điện tử sau 11 giờ 59. Nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc thời gian trong sổ tay học sinh. Nếu phát hiện bất thường hãy chạy đi. Âm thanh dừng lại. Lại bị gián đoạn. Tôi nghe được sổ tay học sinh, liền cầm lấy nó lên, nhìn kỹ với ánh sáng yếu ớt. Tiết đầu tiên là 8 giờ đến 8 giờ 45, tiết thứ hai từ 9 giờ đến 9 giờ 45, ký túc xá tắt đèn lúc 10 rưỡi tối. Tôi tìm thấy điểm không đúng, tụi mày có nhìn thấy, thời gian trường rung chuông vào lớp là 7 giờ 59 phút, lúc nãy là 10 giờ 29 tắt đèn. Nghĩa là gì? Điều đó muốn nói cái gì? Có nghĩa là thời gian thực tế luôn trước 1 phút, chúng tôi đang thảo luận. Thằng béo bỗng kinh hoàng, nhìn vào cửa sổ la ó. Im lặng, ai đó đang đến. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào. Không phải cửa phòng của chúng tôi, nhưng chắc phòng nào đó gần đây. Kiểm tra thiết bị điện thoại, mau mở cửa, là giọng nói của một người phụ nữ. Ai nghe cũng nổi da gà. Chỉ có một quản lý nam trong ký túc xá. Quản lý sẽ không kiểm tra sau thời gian tắt đèn. Tại sao lại phụ nữ? Hơn nữa đã tắt đèn rồi. Tiếng giày cao gót, đi về phía phòng ngủ của chúng tôi. Cửa phòng ngủ lần lượt bị gõ. Đến lượt phòng ngủ tiếp theo. Mở cửa, tôi là quản lý. Các bạn có phải đã giấu thiết bị điện tử không? Mau giao ngay cho tôi. Ai dám mở cửa chứ? Trừ khi là không cần mạng nữa. Nếu bạn không mở cửa, sẽ phải chịu trừng phạt. Giọng nói của người phụ nữ lạnh tanh. Tiếng gõ cửa ngày một to hơn. Tôi cảm thấy ngay cả cửa phòng bọn tôi cũng vang lên theo. Trong mắt bọn tôi đều sợ hãi không mở nổi miệng, mồ hôi lạnh chảy ướt người. Điều tệ hơn là, nếu họ đều không mở cửa, phòng tiếp theo sẽ là của bọn tôi. Tại thời điểm này, có tiếng hét từ phòng bên cạnh. Lệ Lôi, mày điên rồi sao? Đừng mở cửa. Cánh cửa phòng ngủ bên cạnh từ từ mở ra. Một giọng phụ nữ vang lên. Có phải các bạn đang giấu thiết bị điện tử? Các bạn phòng đó cuối cùng từ chối. Sau đó vang lên âm thanh lục lọi các ngăn tủ. Đây là gì? Để tôi tìm thấy rồi. Ký túc xá không cho phép dùng đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức sao? Tại sao đồng hồ báo thức lại bị cấm? Phòng tôi có tận mấy cái. Có vẻ như thứ thiết bị điện tử trong miệng của cô ta không giống với bình thường. Ngoài trừ bạn học vừa mở cửa, tất cả còn lại sẽ bị trừng phạt. Người phụ nữ nở nụ cười kinh hoàng. Một vài tiếng hét vang lên trong phòng bên cạnh. Sau đó tiếng cửa bị đóng. Tôi dường như nhận ra gì đó. Lệ Lôi mở cửa phòng kia. Chắc là bạn học hôm qua đã gõ cửa phòng ngủ bọn tôi. Sáng nay nó còn đeo mặt nạ đen. Không biết có phải là con người không. Vì vậy, nó và quản lý lúc nãy là một bọn sao. Không ai dám nói. Thậm chí tôi còn không dám đoán những gì đã xảy ra với tụi bạn phòng bên cạnh. Có lẽ lần sau sẽ đến lượt bọn tôi. Cứ như vậy bọn tôi thổn thức cả một đêm. Nhưng không biết tại sao, người phụ nữ vẫn chưa ra khỏi phòng bên cạnh. Chúng tôi may mắn thoát được đêm nay, nhưng đã thật sự an toàn hay chưa?
Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.